Chào mừng toàn thể các bác quay trở lại với video tiếp theo của em nhé. Tiếp tục các cái sản phẩm giới thiệu đến các bác thì hôm nay em lên cân ký cho các bác những cái mã dây điện bên em đang phân phối này. Ở đây thì nó còn một ít nữa thôi, còn khoảng hơn một chục ký gì đó. Thì hôm nay em sẽ cân ký cho các bác. Đó. Giá thì khi mà nhập vào thì nó đã cả trăm trăm ba rồi. Đó, thì hôm nay em cân ký thanh lý cho các bác là 150 ngàn một ký nhé, 150 ngàn một ký. Bác nào mà quan tâm đến mã nào thì có thể liên hệ với em nhé. Số điện thoại của em là 0986 425 823, em có để ở trên màn hình nhé. Thì em sẽ đi vào mã đầu tiên. Mã đầu tiên là gồm có hai cái dây này 2 mét này. Đó. Một cái dây này hình như là dây 3 mét, nhưng mà cái này nó bị lỗi nhé, lỗi mất cái công tắc này. Đó. Một ký. Đó, em trừ cái công tắc ra nhé, trừ cái công tắc ra. Một ở đây 100 một ký 2 á, một ký 2 4 sợi 150 ngàn. Đó, mã số 1 nhá, 4 sợi này có 150 ngàn thôi. Cực kỳ là rẻ cho các bác. Rồi em để cái máy nó xa ra một chút. Đó, 4 sợi này nhá, 150 ngàn này. Tiếp theo là mã số 2. Mã số 2 hai cái sợi nhỏ này, một sợi hơn 1 mét, một sợi 3 mét gì đó. Một cái một sợi này vẫn còn công tắc nhé. Đó. Ba sợi này. Một sợi này lấy một cái sợi nó tương đối một chút. Đấy, cái sợi này thì 4 ổ cắm này. Âm tường nhé, cái này âm tường nhé các bác nhé. Đó, dây này thì dây dây 2 chấm thì phải. Dây này tương đối là to. Đó, cái này 160 ngàn này. 160 ngàn cho mã số 2 nhé các bác nhé. Hàng thì em cân cũng tương đối đại khái thì nhé các bác nhé, nên là không thể chọn được hài lòng được hết các bác, nên là các bác hết sức thông cảm cho. Đó, mã số 2 là 160.000. Rồi tiếp theo là mã số 3. Mã số 3 là một sợi 4 công tắc này. Một cái sợi này 5 mét hay 7, chắc 5 mét. Sợi này sợi được cái nhá. Đó. Một sợi 3 mét này. Và một sợi sợi này chắc 1 mét thôi. Đó, mã này 170 ngàn. Mã số 3. Mã số 3 170 ngàn nhé các bác nhé. Tiếp theo là mã số 4 nhé. Mã số 4 thì mã này là 150 ngàn này. Đó, rất là xông xênh. Trăm năm chục ngàn mã số 4. Gồm có 4 sợi, một sợi 3 mét này. Sợi này cũng 3 mét nhé, 3 ổ cắm, 3 3 đường ra. Sợi này cũng 3 đường ra này, dây này thì 3 mét, lõi thì lõi 1 chấm thôi. Đó, sợi này thì có công tắc tổng này. Đó, 4 sợi như này. 150 ngàn cho mã số 4 nhé. Tiếp theo là mã số 5. Mã số 5 thì gồm có
các cái dây, một cái dây 6 ổ cắm này, một sợi 5 mét này, đó. Một sợi 3 mét. Đó, mã này 3 sợi thôi. 3 sợi mã số 5 nhá, 150.000. Đó, 3 sợi. Mã số 5 nhé, 3 sợi như này. Tiếp theo là mã số 6. Em cũng nhặt tương đối thì nhé các bạn nhé. Đây là một sợi một chấm này, sợi chấm rưỡi này. Tiếp theo một sợi 3 mét. Sợi 3 mét này chấm rưỡi á, chấm rưỡi chấm 8 gì đó, trông nó cũng tương đối là lớn. Một sợi này 5 mét này. Đó, mã này thì cực kỳ là rẻ luôn rồi. 150.000 cho mã số 6. Mã số 6 nhé, 150.000. 4 sợi. Tiếp theo là mã số 7 này. Mã số 7 là một cái cuộn, cuộn này thì em thấy rút nó hơi kẹt kẹt một chút. Cái này thì nó có hai đầu ra này. Đó. Dây này của nó 800W. Đó, các bác dùng để thắp quạt các thứ thì vẫn rất là ok nhé. Dây này của nó là 1,8m nhé, 1,8m. Đó. Một sợi 3 đường ra này, 3 đường ra. Dây này hơn 1m thôi. Đó, lấy một sợi dài cho các bác nữa. Sợi này 5m nhé, 5m một dây một chấm. Một sợi này 3m này. 3m, cái này nó hơi bị bể một chút cái chỗ này nhé. Về hình thức thôi, còn là sử dụng thì vẫn ok. Đó. Một sợi nhỏ nữa đi. Một sợi nhỏ này 2m nữa này. Đó. 160.000 nhé, 5 sợi. 2 3 4 5. 160.000 cho mã số 7. Đó, 160.000. Rồi tiếp theo mã số 8. Mã số 8 gồm có 2 sợi này. Có những sợi nó bị lỗi thì em đã cắt bỏ rồi nhé. Có những sợi nó sẽ bị lỗi, em sẽ bán đại khái thôi. Rồi mã số 8. Mã số 8 150.000. Cũng có 4 sợi. 2 3 và 4. Rồi tiếp theo là mã số 9 này. Mã số 9 một sợi giờ này nó bị bể một chút cái phần nắp bịt này nhé. Đó. Sợi này 1m, hơn 1m một xíu. Sợi này 3m này. Sợi này 3m,
dây 0,75, dây này 1 chấm ạ. Đây là 1 chấm, trông thì nó hơi cũ kỹ một chút thôi nhưng mà xài thì vẫn rất là ok. Rồi, tiếp theo một sợi 2 mét này, còn tương đối là mới nhé. Một sợi này cũng 2 mét này, 4, 4 5, 6 đường ra. Rồi mã này rất là nhiều dây, 170.000 cho mã số 9 nhé. Số 9 170.000. Tiếp theo là mã số 10. Số 10 là một sợi dây trong 3 mét này. Đó, một sợi dây 3 mét nữa này. Một sợi dây 3 đường ra. Sợi này thì trông nó hơi cũ rồi nhưng mà dây xài rất là ổn định nhé. Một sợi dây 3 mét nữa. Đó, 150.000 cho mã số 10. Đó, mã số 10 nhé. 4 sợi. Tiếp theo là mã số 11 này. 11 một sợi này 3 mét này. Sợi này 3 đường ra, ổ tương đối là xài tương đối là bền những cái sợi này. Một sợi 0,75 này. Đấy, sợi này thì tải của nó là 10A nhé. Đó. Dây 3 mét thì đó. Một sợi này cũng tương đối là mới này. Đó. Sợi số 3 và sợi số 4. Số 4 là một sợi. Sợi này cũng dây 5 mét thì phải nhỉ. Rồi 170.000. Đó. 3 4 sợi tương đối là đẹp. Mã số 11 nhé. Một sợi này, hai sợi, ba sợi và bốn sợi. Đó, hàng thanh lý với có giá này nhé các bác nhé. Rồi mã tiếp theo. Tiếp theo là một sợi 5 mét này. Sợi này thì bị hư cái ổ cắm nhá, hư cái đầu ra, em cắt bỏ đi rồi. Đó, nguyên dây không này, nguyên dây với lại cái đầu cắm này. Sợi này thì mất cái đầu cắm, còn cái đường ra. Đó, thì em để đây các bác về, các bác nối vào, các bác xài thì thành một cuộn cực dài. Đó. Đây là một ổ dây. Dây này tải của nó là 125A. Rồi lấy thêm một sợi. Sợi này 6 đường ra, chân của nó cắm là 3 đường ra này. Đó. Và đầu ra của nó 3 đường nữa là 6 đường ra. Sợi này 1,2 ký. 1,2 ký 170.000 nhé. Mã số 12. Năm sợi rất là đẹp luôn, còn dây lớn nhá, cái này toàn dây lớn đâu. Mã số 12.
Tiếp theo là mã số 13. Mã số 13 là một cái ổ đèn này. Dây 12A thì phải. Một dây 5m này. Một sợi 3m, dây 10A, 12A. Tiếp theo là một dây 3m đây này. Đó, 170.000 cho mã này nhé. Mã số 13. Rồi mã số tiếp theo. Một sợi 3m này, một sợi này 2m này. Đó. Dây là 10A, một sợi là 15A. Sợi này tương đối đẹp. Sợi này dây 15A này. 4 công tắc. Dây 15A 4 công tắc này. Tiếp theo là một sợi dây 3m 15A nữa này. Đó. Mã này 170.000 nha các bác nhé. Mã số 14. Mã số 14, 170.000. Đó, giá cực kỳ là êm cho các bác. Tiếp theo là mã số 15 nhé. 15 thì một sợi hơn 1m này. Đó, sợi thì 3m. Rất nhiều những sợi nó 2m. Sợi này 2m này, dây còn tương đối là mới. Một sợi đứt cái chân cắm này ra nhé. Đó, em cắt bỏ nó bị hư á. Rồi mã này 160.000 nha, mã số 15. Mã số 15. 160.000. Một sợi, hai sợi, ba sợi, bốn sợi, năm sợi. Năm sợi mà có 160.000 các bạn. Cực kỳ là rẻ luôn. Tiếp theo là mã số 16 này. 16. Hai sợi 3m này. Hai sợi 3m. Sợi 5m. Rồi lấy một sợi. Đó. Sợi này thì đứt có một dây mất cái chân cắm ra nhé. Đó, còn cái đầu ra. Mã số 16. 150.000. Đây nhé. Tiếp theo là mã số 17. 17 thì gồm có một sợi 3m, sợi này thì 10A, sợi này thì 15A này. Đó, 2m 15A. Tiếp theo là một cái sợi 15A. Sợi này thì nó bị một chút cái này nó bị nứt. Các cái dây nó bị tình trạng như nào em sẽ báo trên video nhé.
một sợi 3 m 15A đây này. Đó, 150.000, mã số 17 nhé. À, các bác lưu ý là bên em không có bán nước hoa nhé, không có bán nước hoa, nên là nhiều bác hỏi có chương trình khuyến mại thì không có nhé. Có cái gì thì em sẽ báo trên video. Đó, mã số 17 này, 150k. Hôm rồi có một bác hỏi em là có chương trình khuyến mại nước hoa không, bên em có bán nước hoa đâu, em toàn bán đồng nát sắt vụn thôi nên là không có nước hoa đâu. Rồi tiếp theo là mã số 18. 18 là một sợi 1 mét này, sợi 1 mét. Dây này thì dây 15A rồi. Một sợi mất cái đường, mất cái chân cắm nhé, còn ba chân đầu ra rất là mới luôn. Đó, một sợi này cũng mới này, một sợi này 2 m 15A. Tiếp theo là một mã, một sợi 2 m nữa. Sợi này cũng bị bay mất cái chân cắm nhé. Mã này thì cực kỳ nhiều dây luôn, 150.000, giá rẻ luôn. Nó có mấy cái sợi nhỏ nhỏ em tính bớt bớt đi ạ. À đâu, em nhìn nhầm đấy nhá, 160.000, nó lên gần 1,2 kg rồi. 160.000 nhé, mã số 18. Mười tám 160.000 nhé. Tiếp theo là mã số 19. 19 thì ở đây có hai sợi nhỏ này, hai sợi dây nhỏ, ba sợi nhỏ này, 4 này, 5, 6. Đó, mã này 150.000. Nó có mấy sợi nhỏ nhỏ. Các bác về cắm các cái thiết bị cho nó phù hợp với cái dòng. Các bác nhìn ở trên cái đầu cắm của nó sẽ có cái tải cho các bác. Các bác cứ nhìn vào đó, các bác cắm các cái thiết bị điện cho nó phù hợp. Thường thường là 1A, cái 10A của nó thì cắm được 1.000. Đó, mã số 19 là 150.000. Rồi mã số cuối cùng thì em còn hai cái cuộn, một cuộn này là mà cuộn này là dây của nó là dây 12A nhé, dây 12A dài 2,8 m. Đó, dài 2,8 m, nó có 3 ổ cắm này, sợi này thì có 2 ổ cắm, sợi này thì dây của nó là 15A đây nhé, dây của nó là 15A này. Đó, Delta, cuộn này của nó là đây, bên này nhìn thì rõ hơn này, dây của nó là 3 mét. Đây, em lấy nét một chút nhé. Đó, dây của nó là 2,9 mét này, 15A. Đó, hai cuộn này hôm nay trên video này thôi nhé các bác nhé, là 200, mã số 20, 220.000. Đó, 220.000 cho mã số 20. Đấy là các cái mã dây điện em lên cho các bác nhé. Rồi tiếp theo thì em sẽ gửi đến các bác một số cái mã dao nhé. Ở đây thì có các cái mã dao giá rẻ này. Đó, các cái mã dao thái lọc. Đó, thì các bác quan tâm đến mã nào thì có thể liên hệ với em. Ở đây thì em còn một cái mã dao quặt hoa quả nhé. Ở đây có 5 cây. Đó, em xin phép là không có đo nhé mấy cây này. Rồi, mã dao số 1,
Giá số 1 100.000. Đó, 5 cây như này. Tiếp theo là mã số 2. Số 2 là một cặp dao làm bánh nhé. Đó, các bác nào làm bánh thì có thể xài cây này. Cây này xài 10 inch nhé. 10 inch của nó là 22. Tổng chiều dài của nó là 28. Cây số 2 của nó là cũng 22,5. À, cái bề ngang của nó là 2,5. Còn cái cây này trước của nó là 3,7. Đó, cặp này là 150.000 nhé. Mã dao 2. Đó, cặp số 2 150.000 này. Tiếp theo là cặp số 3. Số 3 là một cặp một con của Nasu. Nasu 500. Đó, nhãn hiệu trái cải. Đó, một cây này thì thương hiệu núi Phú Sĩ thì phải. Ở đây thì nó hơi mờ một chút. Cây này thì nó hơi xước xác này. Đó. Cặp này gửi đến các bác là 160.000, mã số 3. Đó, cặp này nó hơi bị xấu một chút. Tiếp theo là mã số 4. Số 4 là một cặp, một cây. Cây này thì có chuyện mộc này. Cây này thì bắn laser. Đó, thép carbon. Made in Japan. Rồi em sẽ đo qua một số cái mã này để các bác tham khảo. Con này dài là 16,8, ngang của nó là 4,3. Ngang 4,3. Cây số 2 của nó là dài là 16,5. Ngang của nó là 4,5. Đó, mã số 4. 180.000. Giá cực kỳ là rẻ nhé. Tiếp theo là mã số 5. Mã số 5 là một cặp dao thái bầu. Đó, cái này thì lưỡi của nó tương đối là đẹp. Chiều dài của nó là 16,7 và ngang của nó là 4,3. Cây số 2 chiều dài của nó là 16,9, ngang là 4,2. Cặp này 200.000. Mã số 6, một cây NS100, chiều dài là 16,5, ngang của nó là 4,5. Chuyện mộc laser. Tiếp theo là một cây. Cây này không có chuyện mộc. Cây này thép không gỉ. Chiều dài cũng 16,5 và ngang của nó là 4,2. Cặp này cũng gửi đến các bác là 200.000, mã số 6. Tiếp theo là mã số 7 này. Mã số 7 thì gồm có một cây của Chattermark. Đó, cây này thì hình như của châu Âu. Cây này thì không có chuyện mộc. Cây này dáng Santo, thép carbon có gì hơi bị rỗ một chút. Chiều dài cây này là 16,8, ngang của nó là 4,2. Cây số 2 chiều dài là 16,5, ngang là 4,4. Em xin phép là không có đo cái bề dày nhé, tại vì mấy cây thái này của nó dày của nó thường thường là ly 9, 2 ly thôi. Mã số 7, 190.000. Mã số 8. Số 8 là một cặp, một cây của Willing. Đó, cây này của Willing nhé. Ở ngoài thì các bác có thể nhìn thấy nó rõ hơn.
Cây này của cây này thì chữ nó hơi mờ. Lưỡi còn tương đối là đẹp. Cặp này cán gỗ hết nha các bạn nhé. Cây này chiều dài là 16,9, ngang của nó là 4,2. Cây Willing này chiều dài là 17,5, ngang 4,2. Mã số 8, 200.000. Tiếp theo là mã số 9. Mã số 9 là một cây của Mastelin, một cây của Kai. Đó. Cây này chiều dài của nó là 16,5, ngang của nó là 4,3. Cây Kai này chiều dài là 17,6, ngang là 4 cm. Cặp này gửi đến các bác là 220.000, mã số 9 nhé. Mã số 9. Tiếp theo là mã số 10. Mã số 10 là một cặp mà một cây của Josikin, một cây này thì em không đọc được. Một cây thái bầu, một cây thái vuông. Cây thái vuông này chiều dài của nó là 16,2, ngang 4,2. Cây này là 16,3, ngang 4,3, 4,4. Mã này gửi đến các bác là 200.000. Mã số 10. Số 11 là một cây Nakiri thủ công. Cây này thì không có chuyện mỏng. Chiều ngang của nó là 4,8, chiều dài là 16,5. Cây này hình thức còn tương đối. Mã số 11 gửi đến các bác là 180.000. Đó, cây này thì xài còn tương đối là được lâu. Mã số 12 là một cây cây này nhỏ thôi, chuyện mộc đầy đủ nhé. Chiều dài của nó là 23,5, ngang của nó có 2 cm. Cây này 120.000, mã số 12. Đó, mũi bằng như này, sống dày của nó khoảng 3 ly. Tiếp theo là mã số 13. 13 là một cặp dao lóc. Đó, một cây của MAC này. Đó, cây này thì tương đối là cứng cáp. Cây này cũng rất là cứng luôn. Chrome molybdenum denum. Họ thép không gỉ. Cái này chốt 3 đinh, cái này cũng chốt 3 đinh nhé. Đó, hàng rất là xịn sò luôn. Bác nào làm mà nghề thì có thể lấy cặp này. Cặp này mã số 13. Mã số 13. 250.000. Một cặp dao lóc này. Tiếp theo là mã số 14, cũng là một cặp dao lóc của Quy Linh. Đấy, một cây thái nhọn này, vừa thái vừa lọc. Cây này thì làm cái dáng của sashimi á, mài một mặt như này. Đó. Cái này thì độ dày của nó hơn 3 ly đến 4 ly. Đó, cái này thì cũng dày này. Đó, cặp này tương đối là dày. Em sẽ đo cặp này cái độ dày của nó cho các bác tham khảo nhé. Cái này 3 ly này. Cây này cũng 3 ly. Cây này gần 3 ly thôi. Đó, cặp này cũng gửi đến các bác là 250.000. Tiếp theo là một cặp, một cây này của hình như của Kai.
cán liền nha, cán liền, cây này cũng cán liền này, khâu inox. Cây ngắn này chiều dài của nó là 14 và ngang của nó là 3,8, cây dài này chiều dài là 18,2, ngang là 4 cm. Đó, cặp này gửi đến các bác là mã số 16 và 15. 15 là 180.000. Em xin phép đo lại cái cặp 14 nhé các bác tham khảo một chút. Cây này dài 18, ngang 3,5. Cây này 18,2 và ngang 2,8. Đó là mã số 14. Tiếp theo là mã số 16 này. 16 là một cây thái vuông và một cây thái bầu. Cây này của Kai Cút 2000, MV 2000. Thép vanadium carbon. Một cây này thì em không đọc được chữ, rất là hoa lá cành. Chiều dài cây bản vuông này là 16, ngang của nó là 4 cm. Cây bầu này chiều dài là 16,5 và ngang của nó là 4,5 cm. Cây này thì chữ các bác nào thông thạo về dao thì các bác đọc được. Rồi, cặp này gửi đến các bác là 200.000, mã số 16 nhé. Tiếp theo là mã số 17. 17 là một cây triện mộc này. Cây này dáng Santo, khâu inox, cán liền thân, cán gỗ. Cây này thì cây thái lọc, rất là dày sống. Chiều dài cây nhỏ này là 14,4 và ngang của nó là 3,5. Cây thái bầu này dài là 16,4 và ngang của nó là 4,6. Đó, cặp này gửi đến các bác là 200.000, mã số 17 nhé. Tiếp theo là mã số 18 này. 18 là một cặp, một cây này triện ở trên cán, cây này thì triện trên thân. Cây lớn này dài là 17 cm, ngang của nó là 4,6, ngang là 4,6 nhé. Cây nhỏ này 14,1, ngang 3,5. Đó, cặp này cũng gửi đến các bác 200.000. Đó, giá cực kỳ là êm luôn, mã số 18, 200.000. Cán gỗ không nhựa nha, hàng tương đối. Tiếp theo là mã số 19. 19 là một cặp cán gỗ này. Cây này thì sản xuất tại China, hàng China xuất nhập nhé. Một cây lọc. Đó, cây này thì thép không dỉ này, triện mộc. Cây thái bầu này chiều dài là 16,5, ngang của nó là 4,5. Cây thái lọc này chiều dài là 15,2, ngang là 3,5. Cặp này 190.000 cho mã số 19 nhé. Tiếp theo là mã số 20. Để em di chuyển cái máy lên một chút. Mã số 20. 20 là một cặp, một cây hình con ngựa này. Cây này thì cây của Echo, made in Japan. Có một cặp thái bầu. Chiều dài cây này là 16,3, ngang của nó là 4,3. Cây con ngựa này dài là 16,4, ngang là 4,5. Cặp này gửi đến các bác 200.000. Mã số 20.
Tiếp theo là mã số 21, một cây thái bản vuông. Cây này thì biểu tượng gì đây thì em không biết. Đó, nó có cái biểu tượng ở đây. Một cây này của Toho. Cây này thì nó hơi bị rỗ nhẹ một chút nhé. Chiều dài của nó là 16,4 và ngang của nó là 4 cm. Cây thái bản vuông này chiều dài là 16, ngang cũng 4 cm. Cặp này gửi đến các bác 180.000. Đó, giá cực kỳ là êm luôn. Tiếp theo là một cặp. Cây này thì em cũng chưa gặp bao giờ. THK 1.000. Đó, cây này thái lọc rất là ok luôn. Cán gỗ nhé, hơi bị nứt một chút này. Đó, nó hơi bị nứt cán một chút. Về các bác xử lý keo. Cây này của Cheddar Mark 5.000. Đó, thép không rỉ nhé. Ở đây ghi thép không rỉ nhưng nó vẫn bị rỗ này. Nó vẫn bị rỗ một chút nhé, rỗ nhẹ nhẹ. Rồi cái nhọn này chiều dài của nó là 17,4 và ngang của nó ở sát đây là 3,2, 3,3. Đó. Cây bản vuông này 16 chiều dài và ngang của nó là 4,5. Cặp này gửi đến các bác 200.000. Mã số 22. Tiếp theo là mã số 23. 23 là một cặp mà SC. Đó, một cây 400 và một cây 500. Chiều dài cây 500 này là 16,5. Ngang của nó là 4,5 cm. Cây 400 này là 14 và ngang của nó là 4,2. Đó, cặp này gửi đến các bác là 230.000. Mã số 23. Đó, cây này thì cán nó hơi hở một chút này. Cây này thì cán vẫn liền này. Đó, một cặp MSC 230.000. Đó là các cái mã dao. Tiếp theo là những cái mã dao giá rẻ 100.000 mã nhé. Đó. Thì mấy cái mã này em xin phép là không đo nữa. Xin phép là không đo. Ở đây thì mã số 24 này là 3 cây, một cây thép 3 lớp nhé. Cây thép 3 lớp mỏng này. Đấy, một cây này còn mới, chưa có qua sử dụng nhé. Cây này của Pop The Cook, hàng của Kitchen. Em vừa nãy vứt cái vỏ giấy đi xong. Cây này thì thái chống dính, có răng cưa này, cắt thịt đông. Đó. Mã số 24 cực kỳ là rẻ luôn. 24. Tiếp theo là mã số 25. 25 gồm có một cây thái bản vuông nhé. Cây thái bản vuông còn tương đối là bản còn tương đối là lớn. Một cây thái lọc HRC 57. Đó, cây này thì cán vẫn còn liền này. Cây này cũng tương đối là đẹp. Cây thái chống dính, cây này thì nó bị bẻ cán một chút, bị hơi bị bẻ một chút này. Đó, mã số 25. Tiếp theo là mã số 26. 26 cũng gồm có 3 cây. Một cây Galaxy một mặt nhé. Cây này thái lọc một mặt này. Một cây thái lọc nhọn. Cây này thì chuyện mộc đầy đủ. Đó. Một cây thái chống dính. Cây này thì cái cán nó hơi bị lỏng lẻo một chút. Đó. 3 cây, mã số 26. Tiếp theo là mã số 27. 27 cũng 3 cây này. Một cây Super 3.000. Đó, cây này thì còn
tương đối là đẹp. Một cây thái bản vuông, một cây thái chống dính có răng cưa ở đầu này, để các bác cắt thịt đông, cắt đồ đông lạnh. Đó, là mã số 27 nhé. Tiếp theo là mã số 28 này. 28 thì một cây này của Huy Linh, nó mở mất thương hiệu. Đó, một cây thái xi chống dính, một cây thái chống dính. Đó, cái lớp xi này thì nó hơi bị bay đi một chút. Đấy, cây Huy Linh này nếu mà nó mà còn tương đối thì nguyên mình nó đã phải hơn 100 ngàn rồi. Tiếp theo là mã số 29 này. 29 là một cây cây này cũng còn mới nhé, độ mới còn 90%, gần như chưa có qua xài luôn. Một cây thái chống dính này. Cây này của FP2000. Một cây này thì bay mất thương hiệu, không rõ thương hiệu. Tất cả là chất thép hết nhé, không có cây nào inox. Mã số 29. Ba mươi là một mã một cây của FP2000 chống dính này, một cây thái bầu, cũng cây này hình như của Galaxy, một cây thái nhọn. Đó, mã số 30. Tiếp theo là mã số 31. 31 là một cây cây này của China xuất Nhật, một cây thái chống dính của Yutaka Usinabe, một cây của MAC. Cây này thì nó hơi bị cũ một chút thôi, chứ còn cây này thì xài rất là bén luôn, hàng Made in Japan chuẩn xịn. Ba cây cực kỳ là rẻ luôn. Mã số 31. Tiếp theo là mã số 32. 32 cũng có một cây của MAC này. Đó, một cây triện mộc chữ nhật, thái cán gỗ. Một cây thái chống dính của FP2000. Đó là mã số 32. Tiếp theo là mã số 33. 33 cũng một cây triện mộc này. Cây này cũng tương đối là xịn sò. Một cây thái bầu, một cây thái chống dính. Đó, cây thái chống dính này thì cán nó hơi bị cũ một chút. Đó. Bù lại thì hai cái cây này còn tương đối là mới nhé. Mã số 32. 33. Tiếp theo là mã số 34. 34 là một cây thái bầu, một cây thái vuông, một cây răng cưa. Đó, cây này thì triện mọc đầy đủ này. Đó, có một hàng chữ nhật ở đây. Cây này thì 3.800, không rõ là cái gì. Đây, bắn laser nhưng mà nó bị mờ. Ở cán thì nó còn một cái chữ như này, hai mặt giống nhau. Đó là cái mã số 34. Nha. Tiếp theo là mã số 35. 35 là một cây vẫn còn mới nguyên nhé. Đấy, giá của Nhật này 1.800 yên vẫn còn nguyên này. Đó, một cây thái lọc và một cây thái chống dính. Đó, mã số 35. Tiếp theo là mã số 36. 36 cây này cũng vẫn còn mới này. Đó, triện mộc, một cây thái chống dính, một cây thái bầu. Cây này thì cây này của Willing nhé các bác nhá.
hơi cũ một chút thôi. Đó, hôm nay xả hết. Tiếp theo là mã số 37 này. 37 là một cây của Quy Linh. Đó, một cây của Quy Linh nhé. Ở đây nó có cái logo bắn laser nó chìm mờ đây. Một cây thái chống dính này, một cây này thái gọt trái cây nhọn. Đó, là mã số 37. Tiếp theo là mã số 38. 38 là một cây thái nhọn này, một cây thái lọc một mặt, cây này của FP 2000 nhé. Đó, một cây thái gọt trái cây 38. Tiếp theo là mã số 39. 39 là một cây của Global, một cây thái chống dính có răng cưa. Đấy, một cây thái bầu. Mã này cũng rất là chất lượng nhé. Mã số 39. Tiếp theo là mã số 40. 40 là một cây thái chống dính này, một cây thái bầu và một cây thái quả trái cây. Đó, là mã số 40 nhé. Tiếp theo là mã số 41. 41 là một cây thái thái nhọn, một cây gọt trái cây nhỏ có chống dính, một cây thái bầu, cây này còn tương đối là mới nhé. Đó, mã số 41. Đó là các cái mã hôm nay em lên gửi đến các bác. Chúc các bác một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình và người thân của mình. Các bác thấy video hay thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh nếu bạn nào chưa đăng ký kênh. Chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.